Sáng ngày 6 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã cho biết, 3 tháng đầu năm 2022, Hà Nội đã nỗ lực thúc đẩy kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế xã hội mạnh mẽ hiệu quả, đồng thời khẳng định thành phố đã qua đỉnh dịch bệnh COVID-19, từ đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết thêm, tinh thần chung từ nền tảng kiểm soát tốt dịch bệnh, thường trực thành ủy thống nhất sẽ cho phép mở thêm một số dịch vụ. Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt mức 6,5% trong năm nay. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á năm 2022 của Ngân hàng Phát triển châu Á về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tổ chức ngày 6 tháng 4 tại Hà Nội. Theo đại diện ADB, tỷ lệ tiêm chủng cao, đẩy mạnh thương mại và tiếp tục thực hiện các chính sách tài khóa tiền tệ mở rộng của Việt Nam đang thực hiện khá hiệu quả sẽ giúp kinh tế lấy lại sự phục hồi. Với tỷ lệ tiêm chủng cao đã cho phép chính phủ dỡ bỏ các biện pháp kiềm chế đại dịch nghiêm ngặt, sự thay đổi kịp thời trong chiến lược ngăn chặn đại dịch đã giúp khôi phục các hoạt động kinh tế và giảm bớt những nút thắt trong môi trường kinh doanh. Việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch vào giữa tháng 3 và nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dịch vụ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cũng sẽ thúc đẩy xây dựng và các hoạt động kinh tế liên quan. Bên cạnh đó, báo cáo triển vọng châu Á 2022 cũng nêu rõ những rủi ro trong ngắn hạn có thể cản trở sự phục hồi của kinh tế Việt Nam như tình trạng nhiễm Covid-19 cao kể từ giữa tháng 3 nếu không được giảm bớt có thể cản trở sự quay trở lại trạng thái bình thường của nền kinh tế trong năm nay nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm lại và giá dầu thế giới tăng mạnh do chiến sự nga ukraine sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và lạm phát của việt nam sự phục hồi cũng phụ thuộc vào việc chính phủ triển khai nhanh chóng và hiệu quả chương trình phát triển kinh tế cũng tại buổi họp báo công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á năm 2022 của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế quốc gia ADB, cơ quan thường trú tại Việt Nam, đánh giá trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam tăng trưởng rất mạnh trong năm vừa qua đây là tín hiệu tốt vì trong thị trường tài chính việt nam trái phiếu doanh nghiệp hiện chưa phát triển mạnh mẽ tuy nhiên sự gia tăng quá nhanh trong khi nền tảng cơ sở chưa đáp ứng kịp trong bối cảnh đó một mặt vẫn nên khuyến khích phát triển của trái phiếu doanh nghiệp vì đây là một kênh huy động vốn chung và dài hạn rất hiệu quả tuy nhiên mặt khác cũng cần nhanh chóng xây dựng hệ thống pháp lý cũng như kỹ năng kiến thức của cả người phát hành cũng như nhà đầu tư có thể phát triển được thị trường trái phiếu doanh nghiệp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Đông Quỳnh Biên, trụ sở tại phường Tràng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai, số tiền 250 triệu đồng do khai thác đá vượt 43% công suất được cấp phép, đồng thời buộc doanh nghiệp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi vi phạm gây ra. Qua nửa năm, cả nước bước vào giai đoạn thích ứng với trạng thái bình thường mới sau khi ứng phó với dịch COVID-19. Ngành chế biến và xuất khẩu gỗ đã nhanh chóng trở lại khôi phục sản xuất, đẩy nhanh tiến độ để kịp thời đáp ứng các đơn hàng tồn động do dịch COVID-19. Trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ nội thất đạt 3,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Không chỉ kín đơn hàng đến hết quý 3 năm 2022, một số doanh nghiệp gỗ cũng đã chốt xong đơn hàng hết năm 2022. theo ước tính của Bộ Công Thương, xuất khẩu cao su trong tháng 3 đạt 130.000 tấn, trị giá 233 triệu đô la Mỹ, tăng 29,9% về lượng và tăng 28,2% về trị giá so với tháng 2. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2012, xuất khẩu cao su đạt khoảng 424.000 tấn, trị giá 746 triệu đô la Mỹ, tăng 4,6% về lượng và tăng 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy xuất khẩu cao su Việt Nam trong những tháng đầu năm khá thuận lợi khi nhu cầu thế giới phục hồi. Tại buổi làm việc trực tuyến với hội đồng khoáng sản Australia diễn ra mới đây, Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu khoảng 18 đến 25 triệu tấn than phục vụ cho hoạt động sản xuất điện và phân bón trong năm nay. Hiện nay nhu cầu nhập khẩu than của Việt Nam mới chỉ chiếm chưa đến 5% tổng lượng than xuất khẩu ra thế giới của Australia. Do vậy, các doanh nghiệp Australia hoàn toàn có năng lực cung cấp các sản phẩm than có chất lượng phù hợp với công nghệ sản xuất điện của doanh nghiệp Việt Nam. Các công ty thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh thời gian gần đây đã liên tục thực hiện các đợt phát hành trái phiếu. Theo đó, các thương vụ M&A của tập đoàn này cũng dần được hé lộ. Ngày 5 tháng 7 năm 2021, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt, thành viên của tập đoàn Tân Hoàng Minh Group đã phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu. Ngôi sao Việt cho biết dự kiến sử dụng số tiền thu được để mua 3,06 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến, tương đương 51% vốn. Mức định giá là 261.438 đồng một cổ phiếu. Việt Tiến hiện là chủ đầu tư dự án xây dựng công trình công cộng dịch vụ thương mại và nhà ở tại lô đất ký hiệu C4HH1, C4C4, cko thuộc khu đô thị mới việt hưng quận long biên thành phố hà nội khu đất này đã bỏ trống suốt nhiều năm Ngày 20 tháng 9 năm 2021, ngôi sao Việt tiếp tục huy động 1.900 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng với lãi suất cố định là 11,5%. Ngôi sao Việt dùng vốn huy động được để góp vốn theo hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Nam Đại Cổ Việt vào ngày 2 tháng 8 năm 2021 liên quan đến dự án đầu tư xây dựng giải đất phía Nam đường Đại Cổ Việt do Nam Đại Cổ Việt làm chủ đầu tư. Theo thỏa thuận, ngôi sao Việt sẽ đóng góp 47% trên tổng mức đầu tư dự án. Mới đây, dư luận cũng xôn xao trước sự xuất hiện bất ngờ của Tân Hoàng Minh tại khu đất số 161 Yên phụ Tây Hồ Hà Nội, đối diện khách sạn thắng lợi, tại dây mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ. Khu đất này có diện tích 0,38 ha, địa chỉ tại số 161 Yên phụ, được bố trí cho dự án xây dựng khu cây xanh, kết hợp sân thể thao và công trình dịch vụ công cộng có tính chất kinh doanh do công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh có địa chỉ tại Hà Nội làm chủ đầu tư. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời cảnh báo về cuộc xung đột ở Ukraine là một trong những thách thức lớn nhất đối với trật tự quốc tế bởi bản chất, cường độ và hậu quả của cuộc xung đột này. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, không chỉ là một trong những thách thức lớn nhất đối với trật tự quốc tế, mà cuộc xung đột ở Ukraine thậm chí còn gây áp lực hơn cho các nước đang phát triển, với hơn 1,2 tỷ người đặc biệt bị tổn thương do giá lương thực, năng lượng và phần món tăng cao. Liên Hợp Quốc đã chứng kiến một số nước chuyển từ mức độ dễ tổn thương sang khủng hoảng và những dấu hiệu về bất ổn xã hội nghiêm trọng. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine phải được chấm dứt và các bên cần tiến hành đàm phán nghiêm túc vì hòa bình và dựa trên các nguyên tắc của hiến trương Liên Hợp Quốc. Ngày 5 tháng 4, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không bác bỏ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, Nga không bác bỏ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Nga và Ukraine, song khẳng định cuộc gặp chỉ có thể diễn ra một khi hai bên thống nhất một văn kiện. Ông Peskov đã từ chối đánh giá về tiến triển đàm phán. Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời một thứ trưởng ngoại giao Nga cho biết, nước này và Ukraine đang tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán sâu rộng theo hình thức trực tuyến. Nga và Ukraine đã trải qua nhiều vòng đàm phán trực tuyến và trực tiếp. Ngày 29 tháng 3, các phái đoàn của Nga và Ukraine đã đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khoảng 4 giờ đàm phán, đoàn đàm phán Nga đã trở về Moscow tối cùng ngày, mang theo đề xuất bằng văn bản của Ukraine về một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Về vấn đề xuất khẩu lương thực, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ giám sát cẩn thận hoạt động xuất khẩu lương thực của nước này sang các nước thù địch. Trong bối cảnh thiếu lương thực toàn cầu cũng như phương Tây tăng cường áp đặt trừng phạt Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong bối cảnh thiếu lương thực trên toàn cầu cũng như việc phương Tây tăng cường áp đặt trừng phạt Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, trong năm nay nga sẽ phải thận trọng với các nguồn cung nước ngoài và giám sát cẩn thận hoạt động xuất khẩu lương thực tới những nước có thái độ thù địch nhà lãnh đạo nga cũng cho biết sản lượng lương thực của nước này sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu ở trong nước